nhằm đẩy mạnh hợp tác, kết nối, giao thương, tiêu thụ vải lai chín sớm Phù Cừ và các nông sản tiêu biểu của huyện, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, thương nhân gặp gỡ giao lưu, tìm kiếm đối tác và kết nối cung cầu sản phẩm. Sáng nay, huyện Phù Cừ đã tổ chức hội nghị kết nối tiêu thụ vải lai chín sớm năm 2022. Huyện Phù Cừ có trên 950 ha vải, trong đó có 150 ha đã được cấp chứng nhận sản xuất theo quy trình Việt Gáp. Riêng vải lai chín sớm có trên 700 ha được trồng chủ yếu ở các xã khu Nam của huyện, điển hình là hai xã Tam Đa và Minh Tiến. Đây là sản phẩm đã được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận nhãn hiệu chứng nhận năm 2016, được Ủy ban Nhân dân tỉnh xếp hạng sản phẩm OCOP 4 sao. Loại vải này có đặc điểm cho thu hoạch sớm hơn các loại vải khác trên thị trường từ 15 đến 20 ngày với trọng lượng trung bình khoảng 25 đến 30 quả một kg. Tổng sản lượng bình quân hàng năm đạt từ 8.500 đến 9.500 tấn. Năm nay dự kiến thu hoạch rộ vào thời điểm cuối tháng 5. Chúng tôi sản xuất về theo tiêu chuẩn Việt Gáp là cũng rất là phức tạp, khó khăn, nhưng mà được sự chỉ đạo của cấp trên cho nên là bà con chúng tôi cảm thấy là rất yên tâm phấn khởi. Và làm theo đúng cái quy trình Việt Gáp, quả vải sạch này, ngon ngọt mà đảm bảo cái chất lượng. Các cái đơn hàng xuất khẩu thì rất là khắt khe đối với lại các cái hàm lượng tồn dư cho thuốc bảo vệ thực vật. Thế thì là cái đấy là cái chúng tôi khuyến cáo bà con nông dân là sử dụng những cái thuốc bảo vệ thực vật được cho phép và khi thảm thời gian cách ly là đảm bảo. Hội nghị kết nối tiêu thụ vải lai chín sớm năm 2022 có sự tham gia của 30 đơn vị đầu mối tiêu thụ tại địa phương và 40 doanh nghiệp đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước. Các đơn vị doanh nghiệp đã được giới thiệu cung cấp đầy đủ thông tin về hai sản phẩm vải lai chín sớm, vải trứng Hưng Yên và một số sản phẩm trồng trọt có thế mạnh của huyện Phù Cừ. Về phía các hợp tác xã sản xuất vải cũng đã cam kết thực hiện cung ứng sản phẩm vải lai chín sớm chính hiệu có chất lượng tốt nhất, an toàn nhất cho các doanh nghiệp ký kết tiêu thụ. Vải lai chín sớm năm nay nó là một thế mạnh, cho nên là bên mình rất là quan tâm. Cái đầu ra của bên mình đã sẵn có, chỉ chờ các bạn là bên hợp tác xã thôi. Rất mong muốn là qua cái hội nghị này có thể kết nối và tiêu thụ được những cái sản phẩm vải lai để bán ở cái hệ thống bên tôi và mở ra những cái bước tiếp theo để có những cái đơn hàng cho những cái sản phẩm khác. Chúng tôi sẽ cố gắng là vào đầu mỗi vụ các cái loại nông sản thì sẽ tổ chức hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm như thế này để giúp cho bà con nông dân. Tại hội nghị kết nối, một số doanh nghiệp ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với 5 đơn vị tiêu biểu sản xuất phân phối vải lai chín sớm Phù Cừ và vải trứng Hưng Yên. Sự kiện này đã mở ra cơ hội liên kết hợp tác trong phát triển sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ nông sản trên địa bàn huyện Phù Cừ.